chắc sập vì quá tải, không thể truy cập. Nhiều tài khoản người sử dụng OpenAI cho biết, họ không thể truy cập vào chat trong suốt buổi chiều ngày 21 tháng 2. Kể từ đầu năm 2023 đến nay, chat đã thực sự tạo nên một cơn sốt với lượng người sử dụng đông đảo trên toàn cầu. Chỉ 2 tháng kể từ khi ra mắt, chat đã chạm mốc 100 triệu người dùng, bỏ xa các hiện tượng công nghệ khác. Sự tăng trưởng quá nhanh và nóng của chương trình máy tính này là nguyên nhân khiến việc truy cập vào công cụ này thi thoảng gặp gián đoạn. Tuy vậy, sự cố gián đoạn dịch vụ của chat đã lên đến mức đáng báo động trong chiều nay ngày 21 tháng 2. Theo phản ánh của nhiều người dùng cho biết, họ không thể truy cập vào chat trong suốt buổi chiều nay. Mỗi khi vào trang web của OpenAI để sử dụng, trên website lại xuất hiện dòng thông báo: chat đang hoạt động hết công suất. Tôi không có cách nào khác ngoài việc phải chờ đợi để sử dụng chat, thế nhưng dù chờ suốt cả buổi chiều nay, việc truy cập vẫn không thể thực hiện được, chị Hà Trang, một người dùng tại Hà Nội chia sẻ. Ghi nhận của Vietnamnet cho thấy, thực trạng này không chỉ xảy ra tại Việt Nam mà còn trên bình diện toàn cầu. Theo Dow Dentist, trang web này nhận được lượng lớn báo cáo sự cố liên quan đến OpenAI kể từ đầu giờ chiều ngày 21 tháng 2. Nội dung các báo cáo cho thấy, có tới 88% người dùng phản ánh gặp phải vấn đề với chat, công cụ chat trí tuệ nhân tạo do OpenAI phát triển. 10% người phản ánh cho biết, họ gặp khó khi truy cập vào website của công ty này. Những báo cáo liên quan tới sự cố quá tải của OpenAI và chat được ghi nhận liên tục trong suốt buổi chiều nay và chưa có dấu hiệu dừng lại. Theo Nelbitech, tất cả các dịch vụ của OpenAI đã bị sập trong vài giờ. Chúng bao gồm chat, Playground và DALL-E 2. Theo trang cập nhật trạng thái của OpenAI, sự cố gián đoạn dịch vụ bắt đầu từ 14:05 giờ Việt Nam. Công ty vẫn chưa tiết lộ nguyên nhân gây ra vụ sập này. Sự cố cũng ảnh hưởng đến mọi dịch vụ API khác của OpenAI. Trên website, công ty cho biết các dịch vụ đang bắt đầu khôi phục. Hiện sự cố đối với các dịch vụ của OpenAI đã được khắc phục vào lúc 19:09 giờ Việt Nam. Các yêu cầu gửi đến nền tảng không được hoàn thành nhanh chóng và thỉnh thoảng vẫn gặp lỗi. OpenAI đang tiếp tục điều tra. Công ty chưa đưa ra nguyên nhân gây ra sự cố kéo dài hơn 4 tiếng.